chào các bạn, tôi là bác sĩ Hồ Văn Dương và tôi đến từ trung tâm chấn thương chỉnh hình của bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói một chút xíu về bệnh gút. Thì các bạn đã biết rằng bệnh gút là một bệnh rất là phổ biến hiện tại, và cái xu hướng hiện nay thì bệnh gút nó có tình trạng trẻ hóa, và đa phần bệnh nhân đến với chúng tôi khám với bệnh gút thì nó rơi vào lứa tuổi khoảng tầm 20-30 tuổi. Nó trẻ hơn rất nhiều so với trước đây. Và cái chuyện trẻ hóa của bệnh gút như vậy đặt ra vấn đề là nếu các bạn bị bệnh gút thì các bạn điều trị như thế nào? Xin thưa với các bạn, thì điều trị bệnh gút nó không phải là quá phức tạp. Đối với giai đoạn sớm của bệnh gút thì chúng ta đơn thuần chỉ cần phải thay đổi cuộc sống, lối sống một xíu, thay đổi cách ăn uống một xíu thì các bạn đã kiểm soát được bệnh gút rồi. Trong trường hợp mà nâng cao hơn của bệnh gút thì chúng tôi cần, ngoài chuyện đó ra thì chúng tôi cần phải sử dụng thêm một số loại thuốc để duy trì mức ổn định của acid uric. Qua đó các bạn có thể tránh được, thứ nhất là cái tần suất xuất hiện của cơn gút cấp trong vòng 1 năm. Như vậy các bạn có thể cải thiện cuộc sống của bạn hơn, không đau đớn. Rồi cái thứ hai là ngoài đó thì chúng ta có thể cải thiện được là cái nguy cơ bị biến chứng của bệnh gút. Một số biến chứng nặng như của bệnh gút, ví dụ như là bị thoái hóa khớp, bị cứng khớp, và nặng hơn nữa là bị tàn phế. Như tình trạng của một bệnh nhân của chúng tôi ngày hôm nay vừa mới phẫu thuật thành công, đó là một anh chàng khoảng tầm 30 tuổi. Và tuy nhiên lúc 20 tuổi bệnh nhân đã bị bệnh gút, và qua quá trình điều trị đến với chúng tôi ngày hôm nay, trong vòng 3 năm trở lại đây thì bệnh nhân khó có thể đi lại được. Cái sự vận động của khớp gối của bệnh nhân không có thể gấp được, cũng không có thể duỗi được. Tôi bị gút khớp gối này 8 năm rồi, nhưng mà không đi lại được trong 2 năm. Đi cái chân nó không có thẳng được, cái lết này. Không nhấc chân lên được ấy. Hoặc là ngày nào cũng bị đau ấy, co duỗi là không được. Cũng đi nhiều bệnh viện rồi nhưng mà không có kết quả, uống thuốc không à. Giờ mới về đây mổ. Và đây là một tình trạng rất là hiếm gặp, tại vì khớp gối không phải là một khớp phổ biến của bệnh gút, và bệnh nhân này cũng chỉ bị đơn độc một mỗi khớp gối mà thôi. Như vậy có thể gây ra nhầm lẫn với những bệnh lý khác. Và qua nội soi thì chúng tôi nhận thấy rằng bên trong khớp gối của bệnh nhân tinh thể gút rất là nhiều, bám hầu hết ở tất cả những cái xương ở trong khớp gối, và nó ta kết tinh tạo thành những cái khối cứng để nó gây ra cái sự cứng lúc mà bệnh nhân gấp hoặc duỗi. Đó là lý do tại vì sao bệnh nhân không có thể nào gấp duỗi được bình thường. Mà em cũng không ngờ là mổ được luôn. Đâu nghĩ là mổ được như vậy đâu. Nếu biết mổ được như vậy, mổ lâu rồi. Đâu biết đâu, đi nhiều nơi lắm rồi. Và qua nội soi chúng tôi đã giải phóng hết tất cả những cái khối cứng này, và cũng như lấy đi một phần hầu hết của cái tinh thể gút. Và qua đó bệnh nhân có thể gấp duỗi một cách đầy tương đối là hết tầm vận động của bệnh nhân. Chân này đỡ. Dạ. Còn đau nhiều không? Sau ngày hôm qua với dạ, sao? Mấy ngày mới cái ngày đầu tiên mổ xong đau, nó có đau không? Dạ không ạ. Thì tới bây giờ sợ nó cải thiện như thế nào rồi? Dạ thấy đỡ, cậu duỗi được rồi chị. Ok được rồi. Thôi em coi vết thương của anh sao nha. Dạ. Bây giờ có tập vật lý gì nghe không? Dạ có ạ. Vết thương như ốm nè. Rồi, còn cái bầm máu này thì cứ kề nó ha. Yeah. Này máu tụ dưới da thôi. Yeah. Nó không ảnh hưởng mình gì đó mà thôi. Yeah. Ok, rồi em thử cho anh gấp chân lên coi làm sao nha. Yeah. Nằm xuống xíu đi. Ok, mình gấp thử vô nha. Anh gấp vô, đừng nương theo nha, đừng nương chống lại. Ok, cũng được gần 90 độ đó, nhưng phải cố hơn nữa. Hiện tại nó còn đau nhưng mình không có gặp có nhiều được, nhưng mà lúc mà mổ xong rồi thì nó gấp sát được nhanh. Duỗi nó cũng dày ha. Mình về tập vậy nè, mình đè, mình ngồi vậy, mình đè chân xuống ha. Ngay chỗ này đau rồi đúng không? Mình cố thêm khoảng 1-2 độ nữa ha. Một ngày một xíu thôi, giữ đó 1, 2, 3, 4, 5 ha. Là đó, mỗi ngày 1 độ thì 10 ngày là 10 độ là nó thẳng cái gối rồi ha. Theo lý thuyết vậy nhé. Gấp lên nó không vậy ha, anh tự gấp lên. Tốt nhất anh ngồi lên cái ghế, anh cầm anh kéo. Đúng rồi, cố lên, đúng rồi. Rồi mình kéo, ngang này cứng rồi đúng không? Yeah. Đau rồi đúng không? Yeah. Cố thêm một xíu nữa, để 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Đó, vậy thôi, về nhà tập như vậy, trình chính thôi. Còn bây giờ anh đi lại nó không ảnh hưởng như chuyện đi lại, anh cứ chống nạn đi ha. Yeah.
Dạ, đến nay là ngày thứ 3. Thấy còn ngày đó còn khỏe hơn. Nó hết đau à. Cảm giác hết đau đi được. Giờ đi lại cũng thấy được rồi ấy, được hơn kia nhiều. Dỡ chân lên được rồi. Mấy bữa đi cà lét đâu có dỡ cái chân lên được rồi. Thấy ở đây là tuyệt vời ấy. Bác sĩ đồ mấy cô nhân viên đồ là được phục vụ tốt từ A đến Z. Rồi là mình không có làm gì luôn ấy. Sướng. Ha, ba đi. Để gửi cho bác ăn này. Rồi quay lại.